बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। प्रथम नमो गौतमा चला हो, प्रथम नमो गौतमा, प्रथम नमो गौतमा चला हो, प्रथम नमो गौतमा, प्रथम नमो गौतमा चला हो, प्रथम नमो गौतमा। तथागताची तत्व प्रणाली आचरण्याची मुभा मिळाली, जीवनानंदे आज बहरली वैशाखी पौर्णिमा, वैशाखी
মুনি মুনি মহামুনি শাক্যমুনায় স্বাহা মুনি মুনি মহামুনি শাক্যমুনায় স্বাহা মুনি মুনি মহামুনি শাক্যমুনায় স্বাহা là ngày hôm nay nằm ở trong tháng Phật đản
ba sự kiện lớn, đó là ngày Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập diệt. Đây là ba cái sự kiện phi thường cùng xảy ra trong một tháng. Và mọi thứ ở trong cái thời điểm này, dù là những công hạnh tốt đẹp hay những điều không hay khi mà chúng ta thực hiện thì đều nhân lên rất là nhiều lần. Và đặc biệt ngày hôm nay là đúng cái ngày Phật đản, cũng là ngày chúng ta thực hành nêu ở cái ngày cái đợt cuối cùng của tuần thứ 8. Thì nhân cái dịp đặc biệt này, mọi người chúng ta cùng tụ hội ở đây để mừng ngày sinh nhật, ngày đản sanh của Đức Phật. Thì quý thầy nói rằng là ở đây để chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ngày đản sanh không có nghĩa là Đức Phật cần chúng ta tổ chức như thế này, nhưng vì những chúng sanh thượng tình như chúng ta với cái tâm thượng tình cần phải thực hành một cái lễ nghi đặc biệt để mình tưởng nhớ đến công hạnh của Đức Phật. Đức Phật đã truyền dạy lại giáo pháp để giúp cho chúng ta có con đường đi để đến giác ngộ, để có thể tỉnh hóa được tất cả những cái ác nghiệp ác chướng của mình. Do vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái nghi lễ chúc mừng đản sanh, đó là để lợi đạt cho tất cả chúng ta, và đó là lý do chúng ta ở đây để mà thực hành cái nghi lễ này. So firstly, I'd like to the introduction explain what Buddha means, how to attain to Buddha. So not many people really understand what Buddha means, you know. So sometimes I can hear some student talk. So why do you make a hard time to students? So Buddha means to prostration, not only to human, all these things are not suitable for me. Sometimes I can hear that. They're totally misunderstanding. They are not understanding them at all, I can say. Buddha is not just like one lifetime, he's attained enlightenment under the Buddha tree. He taught them eons. So he working extremely hard to put effort into the Dhamma. So then, this Buddha Shakyamuni, that's why Buddha, so he attained enlightenment under the Buddha tree. Not just like similarly stress under very nice cushion, very nice food, very nice house, stay luxury conditions. That reason is attained enlightenment, not like this. So sometimes people misunderstand. Và nhưng dịp kỷ niệm này, những ngày đặc biệt này, thầy cũng đôi lời cho chúng Phật như thế nào và cái sự chứng ngộ của Ngài ra sao. Vì thầy thấy rằng là có nhiều người không có hiểu về Phật Pháp và hiểu về Đức Phật rõ ràng, và nói rằng là Đức Phật tôi có thực hành những cái nhu nê và những cái giống như là chúng ta đang làm thế này, thì thầy thấy rằng đó là cái điều hiểu sai, mà không có hiểu được rằng Đức Phật không phải chỉ một đời mà có thể thành đạo, và Ngài đã trải qua 3.000 đại kiếp thực hành đủ mọi công hạnh để cuối cùng rồi đến thời điểm thích hợp Ngài mới có thể thành đạo ở cội Bồ Đề. Không phải là Ngài thành đạo một cách dễ dàng ở những cái nơi sung túc, ở trong lâu đài to lớn có đủ mọi điều kiện tốt đẹp để có thể thành đạo được, mà đã trải qua rất là nhiều đại kiếp với rất là nhiều công hạnh để cuối cùng Ngài mới có thể thành đạo. So Buddha Shakyamuni himself said, so he was born in an extraordinary life, 500 times lifetimes, and also his ordinary life, ordinary ways, also he was born in 500 lifetimes. So during that time, he earned all the accumulation merit, and then he after came out. Chính Đức Phật đã nói rằng ta đã sinh ra và sống 500 kiếp của một cuộc đời phi thường, cũng như ta đã sinh ra 500 kiếp để sống một cuộc đời bình thường, và tất cả những kiếp đó khi mà bạn sinh ra ta đều thực hành những công hạnh tuyệt hảo để cuối cùng ta mới có thể đạt được Phật quả. So then this present Buddha, Buddha Shakyamuni, was born in Ecuador, so which is not a ordinary family, not ordinary ways. So he was born in the Shakya king. So caste is the Shakya, and a very, very high class. So in India and in our culture. So when he was born, so king's called Yapu Sefanse, and his mother was called
room, and also other devas, room, white control, all those kind extraordinary and generated dream. So then she was pregnant. Đức Phật đản sanh ra ở Nepal, thì nói rằng là vùng đất của Ấn Độ cổ, thì ngài đản sanh không phải ở một cái tầng lớp dòng họ thông thường, mà là trong dòng họ Sanya. Cha của ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ của ngài là hoàng hậu Mahamaya. Và trong lúc mà hoàng hậu Mahamaya đi dã ngoại bên ngoài, thì trước đó là cha và mẹ, tức là vua và hoàng hậu đều rất mong có được một người con. Nhưng mà hoàng hậu Maha đi ra ngoài dã ngoại, thì trong một đêm bà nằm mơ thấy một con voi trắng, và đồng thời thấy các tiên nữ xuất hiện cầm những con ốc màu trắng, tất cả những cái dấu hiệu khi vừa hiện ra. So when Buddha was born, so the mother, which is extraordinary, ordinary beings, ordinary people, he is there, the mother of the womb, which is 9 months, 10 days. Buddha was there in the mother's womb, so which was 10 months. So when Buddha was born, not born from ordinary place, so Buddha was born from mother's leg, from here, and then when born Buddha, and then immediately Buddha went step and 7 steps. 7 steps when he walked, so 7 lotus actually grew up there. So now Buddha, you can see the Buddha image, so baby Buddha. So he is pointing finger and the scar. So after he is pointing, so he said, Nane Jipi Dharma, what is the same Buddha to the father? He also has speech. So I'm extraordinary and this end. Only Buddha sang hands up boots, you know, during that time, only just born baby, and he walked. He said, I'm extraordinary and this end. So he pointed finger and scar. Và tiếp theo thì thầy có dạy rằng là khi mà Đức Phật sinh ra, cái cách mà ngày đản sinh không phải là giống như một người bình thường. Thường thì một người bình thường thụ thai là 9 tháng 10 ngày, nhưng Đức Phật ở trong thai mẹ là 10 tháng. Và cái cách mà ngài đản sinh ra cũng không phải là một cách thông thường của con người, mà ngài được đản sinh ra ở bên hông, là thầy có chỉ là bên hông, từ bên hông của hoàng hậu Mahamaya ngài đản sinh ra. Và khi vừa sanh ra, ngài đã có thể đi được 7 bước, và 7 bước chân ngài có 7 bông sen nở rộ dưới chân để nâng đỡ chân của ngài. Và lúc đó ngài chỉ tay, như là trên hình tượng đây mình có thể thấy một tay chỉ lên trời và một tay chỉ đất. Thì cái câu thiên thượng thiên hạ như ngài Đông Tôn, Đức Phật không có ý là đề cao bản thân ngài, nhưng mà ngài khẳng định việc đản sanh của ta là một dấu hiệu phi thường. So after the return, then they know, and also Madam Tamsi, not a fortune teller, no? But a year protection. So if you are your royal family not in a careful, so he will be taking ordination and then to make you non well positive. And then they are always really, really concerned to taking ordination. So and then he was the ruler. So he has an office, he's king now. And the princess is so he was king. And the family, father, also said queens and the many servants and the strong by all the security, everybody concerned to ordination. So then he sometimes go in the jungle, often and meditating. All those things. Sometimes people can see in heavy rain and not drop the rain and his head. So we thought in umbrella and in sun always like shadow, all those kind of many extraordinary things. So one day Buddha was left outside the kingdom. So then we can see so many people, all those edges, so much suffering,
So then he decided to come back to the palace. So after that, middle of the night, so then he riding horse, which is an extraordinary horse. Then he stepped and went, and this history was called Chotinanda. So then he take cutting his hair on the hands up, and then he take him for ordination from history park. Và ở vì Đức Phật thuộc dòng dõi của vị chúa, ngài ở trong hoàng cung. Như vậy thì trong hoàng cung có vị thầy, thì nó không phải là thầy bói, nhưng mà một dạng vị thầy có thể xem và biết trước, đoán định được nhiều vấn đề phía trước, thì nói rằng Đức Phật sẽ là một người phi thường và ngài sẽ xuất gia. Thì vua cha rất là lo lắng cái việc mà ngài xuất gia như vậy, không có ai mà kế tục cái sự nghiệp quản trị đất nước. Do vậy rằng là rất là nhiều người được cử để mà theo chăm chừng Đức Phật, nhưng mà ngài rất là thích đi vào rừng để mà thiền định. Thì khi mà ngài đi thiền định từ bé như vậy, đã có rất là nhiều cái dấu hiệu cát tường, chẳng hạn như là mưa xung quanh, nhưng mà những cái giọt mưa nó không thể chạm vào trên người của ngài. Đó là những cái dấu hiệu cát tường ngay từ lúc bé mà Đức Phật thực hành từ thiền định. Rồi đến một hôm khi mà Đức Phật đi ra ngoài khỏi thành, thì khi mà đi ra ngoài thành như vậy đó, thì chính mắt Đức Phật nhìn thấy rằng cuộc sống của dân gian và những con người ở đó chịu đủ mọi loại đau khổ. Trước giờ ở trong cung thì ngài không có điều kiện để thấy được, vì tất cả mọi điều sung sướng đều được tạo ra xung quanh ngài. Và khi Đức Phật thấy rằng là cái sự đau khổ của con người đến từ cái việc mà sinh ra, rồi bệnh tật lớn lên, rồi già cả, rồi chết, tất cả đều là đau khổ, thì ngài rung động rất là nhiều trước cái đau khổ của con người như vậy. Và khi trở về hoàng cung, ngài đã làm một quyết định, đó là phải xuất gia. Và ngài quyết định rời bỏ hoàng cung vào một đêm, cưỡi ngựa để đi, thì đi đến một bảo tháp. Đến đó thì ngài đã tự mình cắt tóc và xuất gia. So Buddha doesn't and the Buddha have nothing to eat, nothing to drink, and nowhere to nowhere to stay. Not like this, no. Buddha renunciation to samsara. So his royal family and princess came. So he can see samsara is a whole invisible situation. So then he renunciation deeply into the samsara. So then he is checking for ordination. So now later he went to read. So that the Buddha became alive. And the truer deed, and truer different things. So then he attended happening. So before that, so he was nearby Bodhigaya and one river called Chonerazana. So he was 6 years and underground and solitary and silent retreat, no eat, no drink. And Buddha was survived, you know. And when after 6 years, so one of the discuss as a tanzin, and then also wishing to having a child, and then also other tanzin predictions. So if you offering Buddha, you can first meal offering to Buddha, so then your wish was fulfilled. And then looking for everywhere, so then Buddha there looked time and very very one well. So then she was coming there, and then she offered to Buddha milk. So after that, receiving milk, so then he, of course, his body turned to like very upset, like stir leaf you can see, and that is to start, you know, like you can see only skin and bone, not like to like any muscles, that kind of tradition. So when he said that milk, then after that slowly recover.